Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại với series được mong đợi nhất trong năm nay, đó là review biển. Bây giờ thì mình sẽ review ngay cho mọi người ba loại biển mà mình sử dụng trong thời gian gần đây và cảm thấy khá là ưng, giá thì cực kỳ là dễ chịu trong thời gian dịch giã như thế này, và quan trọng là chất lượng cũng phải ổn nha. Và đương nhiên đây là một video có giveaway, thế nên mọi người nhớ xem đến cuối video để biết cách thức tham gia nhận quà nhé. Nào, chúng mình bắt đầu luôn thôi. Ready go. Cái tên đầu tiên là Very Babe. Mình nghĩ mình đọc chắc là như vậy đó. Đây là một cái em bỉm không hề nổi trong thị trường bỉm một tí nào luôn, và mình cũng mới biết gần đây thôi. Thì mình có mua thử một bịch để dùng bây giờ cũng gần hết rồi. Đây, kiểu lõm cả túi bỉm đi rồi đấy. Đó, đây lấy một em ra cho mọi người xem nha. Đây, em Very Babe này, mình cứ hay nói là Very Baby ấy. Đây, cái bỉm trong nó sẽ như thế này. Đây là cái size XXL nha mọi người. Đó. Rồi, đầu tiên ưu điểm của cái em này là giá nó rất là rẻ mọi người ạ. Tính ra thì chỉ có khoảng 5.000 một cái bỉm quần size L thôi. Đó, rất ổn đúng không? Thế nên mình mới giới thiệu cho các mẹ trong cái gọi là video này, bởi vì đây là một video mình cũng giới thiệu thêm những cái lựa chọn mới cho các mẹ trong mùa dịch giã ấy. Cái điều mà mình ưng thứ hai ngoài giá là nó rất mỏng. Đây là em bỉm mà hiện tại là đang xếp trong top 1 những loại bỉm mỏng nhất. Bởi vì bỉm mỏng nhất mình biết bây giờ khá nhiều loại, nhưng mà mỏng nhất chỉ có 2mm thôi, và em này là 2mm. Mình nhìn cái độ mỏng này, siêu siêu mỏng luôn đúng không? Rất là mỏng, cầm trên tay cảm giác nhẹ hều luôn ấy. Khi con mặc vào con cũng sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên thì nó lại có một cái điểm mà chưa ưng lắm, đó là cái độ mềm mịn đó. Bây giờ mọi người nhìn cái chu lưng nhá. Đây, cái chu lưng của nó sẽ như thế này, nó cũng không co giãn được tốt cho lắm, nên nó chỉ co như thế này thôi. Đó. Và nó cũng không phải là quá mềm. Mình sờ thì mình sẽ thấy là nó vẫn sẽ hơi cứng so với một số những cái bỉm chung khác mà mình đã từng dùng. Đương nhiên là nó không phải cứng kiểu sờ nó cứng hẳn lên và nó gây ra xước sát gì cho em bé nhá. Bởi vì là khi hai bé nhà mình mặc cái bỉm này thì cũng không hề bị kiểu đỏ hay bị mẩn lên gì cả. Chỉ có là sau thì kiểu trộm vía, hơi trộm vía, nên là mặc thì sẽ bị lằn một chút. Đó. Thì cái phần chun lưng thì như vậy này, cái chun đùi cũng thế, cái chun đùi thì mình cảm thấy là nó cũng vừa phải thôi, không phải là quá mềm đâu. Nói chung là xét về độ mềm ấy, thì mình sẽ cho em bỉm này là khoảng 3.5/5 thôi. Đấy cũng là cái điểm mình không ưng nhất ở cái em bỉm này. Nhưng với một cái mức giá là tầm 5.000 một cái bỉm quần và mỏng và thấm hút, à tí nữa thấm hút sẽ chia sẻ cho mọi người nhé, mình thì thấm hút mình cũng thấy ổn đấy. Thì mình thấy cũng là rất hợp lý để mọi người có thể đầu tư thử trong một dịp rồi. Tiếp theo là đến cái phần mịn nhá, thì sờ bề mặt ngoài của em bỉm này thì nó vừa phải. Nó không phải mịn nó hẳn như kiểu là mumi natural các thứ nhất mọi người đừng kỳ vọng mịn như thế, nhưng nó không hề bị kiểu sột soạt theo kiểu là sờ ni lông đâu. Đấy là một điều mình thấy cũng ổn. Về cái độ thấm hút ấy thì mình nghĩ là bỉm này nếu mà đóng ban ngày thì rất là ok, thì cảm thấy là sẽ đóng ban ngày thì ưu tư luôn, nó không bị trũng bỉm, nó không bị sệ bỉm, nó cũng vàng được ổn đó. Nhưng mà đóng ban đêm thì chắc là bạn nào mà tè ít tè vừa phải như sóc thì mình thì ok, còn bạn nào mà tè nhiều như mía thì sẽ không ổn, không đủ đâu với cái bỉm này thôi. Thế nên là về độ thấm hút ấy thì nếu mà ban ngày thì mình sẽ chấm cho bỉm là 4/5, nhưng để mà đóng ban đêm thì hên xui các mẹ phải cân nhắc với cái lượng nước tè của con nhà mình nhá. Rồi mình sẽ test ngay về độ thấm hút cho các mẹ xem bây giờ nhá. Đã chuẩn bị sẵn 500ml nước ở đây. Ôi, để xem nó thấm như thế nào nhá. Bắt đầu này, mình đếm. Thì khi nhá, mình cho trong đấy cũng ít thôi, xem khả năng thấm như thế nào đó mọi người. Mình sợ nó đổ lắm ấy. Được mọi người nhỉ? Khô rồi này. Đó, mình nghĩ là như thế là vừa ổn với cái bỉm này. Nó chỉ nên thấm như này thôi. Thì chỗ mình vừa đổ ấy, đây là cái bỉm 500, chắc là khoảng hơn 100. Đây tầm này, thêm tí nữa nhá, xem có thêm được không. Mình đổ hẳn 250ml một cái đó. Để xem nào. Đó, mọi người thấy không? Nó vẫn đang tiếp tục thấm này. Ra khoảng hơn 1 phút này. 1 phút 12, 1 phút 13 giây. Chưa thấm hết được. Vậy thì cái bỉm này mình nghĩ là nó sẽ chỉ tải được này. Mọi người thấy không? Đó. Cái bỉm này nó sẽ tải được khoảng 250-300 mọi người ạ. Mà mình nghĩ là 250 là căng rồi đấy. Bởi vì này, cái này mình vừa đổ khoảng 250 thôi. Nó chưa đến 250 ấy. Chắc chỉ tầm 220-230 thôi. Đấy, thì nó sẽ thấm được như thế này. Hết được cả cái phần ở ngoài đây này. Vạch báo tràn nó báo hết rồi này. Đó, mình vừa mới test xong độ thấm hút cho mọi người xem thực tế nhá. Còn đây là cái bỉm mà em bé nhà mình nằm qua đêm này. Để mọi người xem là nếu mà em bé nằm qua đêm và còn lăn lóc nữa thì nó sẽ như thế nào. Thì mình thấy wow hết đấy. Nó không bị vón cục đâu mọi người ạ. Đây là cái quần mà sóc té 2 đêm trước, bây giờ nó cũng khá là khai rồi.
Mình phải giữ lại ba cái quần 3D của bạn ấy để làm video này. Đây mọi người thấy không? Đấy, cái đường trống gọi là cái đường cái vạch táo nó đã tràn, nó đã đi đủ hết rồi. Đó, xanh đậm ấy. Bên trong này. Đó. Nó không hề bị thấm ra ngoài. Mình thấy nó không hề thấm ra ngoài rồi. Bên trong ấy mọi người thấy không? Đấy, thị được một cái là nó dàn, mình thấy nó dàn khá là ổn đấy, nó không bị gọi là trũng lại cái phần mà bóc tè đâu, nó dàn hết ra phía sau luôn này. Đấy. Mọi người thấy không? Nó dàn này. Đây phía trước nó dàn hết ra tận đây luôn. Đấy, cái phần mà bong bè này nó không hề bị trũng, nó không hề bị gọi là cục núm gì ở đây cả. Đấy là một cái điều mình thấy rất là ổn luôn này. Rất là nhiều biểu xịn, thậm chí vẫn còn bị khóa cục ở cái phần bong bè luôn, con ngủ rất khó chịu ấy. Đấy, hôm đấy thì chắc là xong nằm nghiêng nhiều sang bên này, nên là các bạn thấy nước tiểu nó sẽ có phần là đẩy sang bên này nhiều hơn ấy. Nhưng mà cái vách chống trà này nó vẫn ngăn được, nó không làm cho nước tiểu con bị đẩy ra ngoài. Đấy, cái phần này cũng rất căng rồi nhá, nhưng mà vẫn không bị đẩy ra ngoài. Thế đây là cái bỉm thật mà nó xong đã dùng. Đấy, nó căng được ra như thế này luôn, không bị vón bị gì nha. Sóc tè cái bỉm này chắc rơi vào cỡ 2 lạng thôi chứ cũng không phải nhiều lắm. Rồi tiếp theo là nói về form một cái bỉm này đi. Mình nghĩ là form vừa, nó không phải là cái bỉm mà đặc biệt dành cho các bạn trộm vía hay là các bạn dài người hay như thế nào cả. Và nó lại có xu hướng là size sẽ nhỏ hơn bình thường một chút. Ví dụ như là sóc nhà mình bình thường mặc các cái bỉm khác size XXL ấy là mình thấy cũng ổn rồi chẳng hạn. Nhưng mà với cái bỉm này XXL mình thấy là vẫn hơi nhỏ so với bạn ấy, vẫn hơi là đấy. Như mía bình thường bỉm khác là mặc L thì bỉm này phải mặc cái XL, tức là phải lên một size mà các bạn. Đó, và cái bỉm này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn từ khoảng 8 tháng trở lên, không quá là trộm vía. Đấy, và nếu mà dùng ban ngày thì bé nào cũng được, còn dùng ban đêm thì bé nào tè vừa phải thì có thể cân nhắc cái bỉm này nha mọi người. Ready, go! Nhân vật tiếp theo đó là em Popolini này. Cái bỉm này cũng khá mới trong thị trường bỉm thì phải, mình cũng không nhiều mẹ dùng lắm, nhưng cũng có một số mẹ biết và bảo mình là review đi. Thì đây cũng là bỉm thứ hai là mình dùng rồi, bỉm nhất là dùng hết rồi, mình thấy ổn nên là vẫn mua cho con dùng. Cái bỉm này thì khi mà mình tìm hiểu ấy, trên bao bì thì mình thấy là có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà thương hiệu thì đăng ký tại Anh và có địa chỉ tại Anh luôn. Và khi mà mình gọi để mình hỏi hãng cho xem là tại sao lại đồng hồ thế, thì hãng có trả lời mình rằng là công nghệ sản xuất bỉm này là công nghệ Nhật, sản xuất thì sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc và brand thì là của Anh. Thế nhưng mà cái bỉm này thì mình nghĩ là nó không phải là bỉm được phân phối tại Anh đâu, bởi vì là cái form của nó nhỏ lắm, các bạn châu Âu thì chắc là không mặc được cái bỉm này được. Đó, cái cá nhân mình thì cho là như vậy. Rồi bây giờ đi vào tiết mục chính là review em đó nha. Đầu tiên là về độ mỏng. Đây thì cái độ mỏng của nó sẽ như thế này. Cái em Jerry Barbe này 2mm thì cái em này cũng mỏng, mình nghĩ là nó tầm 3mm thôi, cũng khá là ổn rồi. Và khá là mềm luôn mọi người ạ. Đây, cái chun lưng này, mọi người nhìn này. Đấy, cũng ổn đúng không? Cái chun đùi này. Đấy, cái chun đùi này. Đó. Và cái bỉm này còn được cái là họ lại may thêm một cái đường may ở đáy bỉm này. Đấy, dạng chữ W. Thì cái đáy này sẽ làm cho con ngồi dễ chịu hơn. Đấy, và tránh bị kiểu là khi mà con ị ấy, thì mình thấy là con ị cái bỉm này chưa bao giờ mà bị rơi hay là bị tràn, bị trào rồi cả. Dù là trong cái đợt mà bạn sóc của mình, cái đợt ốm ấy bạn bị tiêu chảy, bạn mà mình thấy là ổn. Về cái độ mềm thì mình thấy là nó mềm hơn cái em Very Babe này, nhưng mà nó lại chưa mềm bằng một số cái bỉm mà như kiểu bốc đốc chung này, chưa mềm bằng Happy Blackpool này, chưa mềm bằng Muni Natural này. Đấy, nó cũng ngang ngang về độ mềm thì nó sẽ ngang ngang với lại Elibel của Nga, nhưng mà về độ co giãn chung thì nó không thể là bằng cái Elibel của Nga được. Đấy, thành ra là mình thấy cái bỉm này nó ở tầm chung chung như vậy nha mọi người nha. Đấy, nhận xét về mức độ thấm hút của em này nhá, thì đây có một cái bỉm mình đã giữ lại cho mọi người, cái bỉm mà sóc tè 2 đêm trước. Ở trong nó sẽ như thế này, thì cái bỉm mà nó sóc tè đấy thì nó sẽ được dàn ra như thế này. Đó, mọi người nhìn thấy cái phần nước tiểu con nó có màu vàng hơn ấy. Đó, mình đánh giá là dàn khá là đều, khá là ổn luôn. Đó, và nó cũng không bị phồng hẳn lên là phóng cục ấy. Đấy, không phồng, không phóng cục, dàn khá ok đó. So với một cái bỉm giá rổ thì mình mua thì mình thấy ổn, mọi người nhìn thấy cái hình dạng đấy nha. Tí nữa thì mình cũng sẽ làm test để cho mọi người nhìn xem là nó thấm hút như thế nào và mức độ thấm hút nhanh bao nhiêu nhá. Thì cả sóc và mía bằng bỉm này cả ban ngày ban đêm đều ổn nên mình mới mua lại bỉm hai ấy. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần test độ thấm hút cho mọi người nhìn nha. Rồi, bắt đầu đến nhá. Chiu, xem mất bao nhiêu giây thấm hút. Đủ luôn và vẫn có tè. Đủ mạnh mẽ luôn. Đấy, để xem nhá. Wow, nhìn cái quá trình nó hút thích nhở. Đấy, cái phần con tè này nó khô rồi này.
Đấy, mình sẽ chờ xem mất khoảng 21 giây. Giờ khoảng 21 giây. Thì 21 giây thì vẫn còn đang ẩm tay á, chứ không hẳn. Xem nào, bây giờ ẩm chưa? Mình cảm giác cái điểm này khi mà test này nó ẩm tay ấy, nhưng mà nó cũng không muốn ngược trở lại. Đáng mẹ, thấy không? Nó không thể muốn ngược trở lại luôn. Để xem nhá, xem nào nó có. Nhưng mà sờ thì nó ẩm tay hơn là cái điểm mà subscribe lúc nãy. Sờ nó ẩm tay hơn đấy. Thêm nhá. Xem nào nó tải trọng được bao nhiêu nhá. Đây, thêm đi. Cái bình này 500ml này. Mình đã đầu tư hẳn một lọ màu nước về để test cho mọi người cho màu nó đẹp ấy. Chứ không chiếc sáng nước chè nó không chuẩn lắm. Đấy, mình vừa đổ lên khoảng 250-280ml này. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy. Để xem nào. Ổn không nhỉ? Cũng có vẻ ổn, cũng thấm được vào tầm 250-280ml. Xem mặt phía sau này. Đó, cái mặt nào chống tràn thì nó đã bao hết rồi. Có cái phần dưới này vẫn một chút nữa ấy. Nhưng cái phần dưới này nó chưa đậm hẳn màu này. Vẫn thấm thêm một ít này. Nói chung là cái này có thể thấm đến tối đa là tầm 300ml các mẹ nha. Đó, bây giờ test lại một lần nữa xem nó bị ngấm không nhá. Ồ, thật là hay, nó không bị ngấm nha các mẹ. Woo, được đấy. Sờ tay đi. Nó không ngấm nhưng mà sờ tay nó vẫn bị ẩm nha các mẹ nha. Nhưng con mà tay xong cái là vẫn ẩm mông đấy. Xem về form nha, thì cái bìm mà put in này mình cảm giác là đây cái size là size XL nhá, thì nó đã to bằng với cái size XXL của cái bìm là Very Babe này rồi, thấy không? To ngang rồi này. Đó. Và đây cũng là một cái quần Merit XL, mình sẽ cầm ra để so nha cho nó dễ nha. Thì nó sẽ to ngang với cái to dài rộng ngang với lại cái Merit XL cho mọi người dễ hình dung ấy. Tại vì một cái bìm mới chẳng biết mô tả thế nào cho kiểu cực kỳ dễ hiểu à. Đấy, mọi người thấy không? Nó sẽ to ngang như thế. Tuy nhiên là cái Merit này, cái phần mông của nó ấy sẽ to hơn là cái pop-in này nha. Khi mà mọi người nhìn con của Merit nó ôm như thế này này. Đó, vì cái phần bông của Merit nó là phần bông kiểu nó sẽ phồng ra ấy. Còn cái phần cái bìm pop-in này nó không phồng cái phần bông ra đâu mọi người ạ. Mông con nó sẽ kiểu thẳng như thế này này. Trông nó hơi buồn cười ấy, mặc vào đến trước nó không được đẹp như Merit. Đấy. Nhưng mà form của nó sẽ ngang với Merit cho các mẹ dễ tưởng tượng nhá. Mình nghĩ là cái bìm pop-in này giá của nó là rơi vào 7.000 một cái quần size L. Thì thực ra nó ở tầm trung bình, nó cũng không phải là quá rẻ, cũng không phải là quá đắt. Đấy, nó không rẻ được như cái Very Babe hay là một số cái bìm trung khác. Nhưng mà được cái là mình thấy nó thấm cũng được, dùng ban đêm được. Đấy, và nó khá là dày dặn. Thế nên là mẹ nào mà đang cân nhắc muốn tìm một sự lựa chọn mới thì có thể thử xem sao. Nó cũng không phải là cái bìm mà gọi là xuất sắc cho một cái phần nào hẳn ấy. Đó, nhưng mà mình thấy cũng được nên vẫn review cho các mẹ. Đó. Ready, go! Cái bìm số 3 đó chính là em subscribe này đây. Em này thì cũng không phải là lạ lẫm lắm. Mình thấy là lượng bán cũng nhiều, với lại nhiều mẹ đề xuất mình test cái bìm này. Bìm này thì thấy có cái chữ là chất lượng Nhật Bản. Được cái là cái chất lượng với cái công nghệ Nhật có vẻ được các mẹ chuộng, Việt Nam rất là chuộng. Đó, nhưng mình khẳng định rằng đây là bìm Trung nha, chẳng có liên quan gì đến Nhật cả. Rồi, thì đây là một em bìm nội địa Trung hiếm hơi mà mình thấy là có cái miếng dán cuộn bìm phía sau như thế này. Các bìm Trung khác thì không có đâu các mẹ ạ. Đó. Thế nên cảm giác là nó xịn hơn ấy. Đấy, cái bìm thì đây, cho các mẹ xem nha. Không, nó sẽ như thế này, kiểu như thế này. Đây, như thế này. Đó, được chưa? Cái chum thì như thế này. Cái bìm này á, thì có cái con thỏ rất là xinh. Cái chum thì nó vừa phải, nó cũng không phải là quá mềm. Nói chung là chưa mềm như bóp tóc đâu. Nhưng mà mình thấy nó cũng phải ngang tầm với lại di sinh rồi. Đó, ngang tầm tôi cảm giác là vẫn chưa được thực sự mềm như di sinh mà mình đã từng dùng mấy loại ấy. Nhưng mà cũng được. Được cái là cái phần chum này nó cao hơn là những bìm kiểu Very Babe với pop-in kia. Đấy, thì sẽ là lên phía trên hơn. Một cái bìm Huggy size XXL và đây là cái bìm Subscribe size XXL, so chúng dễ hình dung nha. Mình cảm giác đấy là nó bé hơn cái Huggy một chút, phần ngang bé hơn một chút và phần lưng ấy, phần chun ấy thì vẫn ngắn hơn Huggy một chút. Huggy thì là một cái tuyệt vời, là cái phần chun lưng của nó rất là thích luôn ấy, tuyệt vời luôn. Mọi người nhìn đây này để so nhá. Trời ơi, cái chun lưng của Huggy là tôi lên mà cái cổ nó giãn, trời nó siêu giãn luôn. Nên giờ hôm nay không review em này. Bạn nào mà muốn xem cái review chi tiết về cái Huggy Platinum này ấy, thì xem lại ở một cái video mà mình đã từng làm nhé. Mình sẽ dẫn link ở cái bên dưới nha. Rồi, tiếp tục quay trở lại với cái em này. Thì độ mềm thì mình sẽ chấm cho em này được khoảng 4/5 điểm. Cũng không phải là quá tệ, nhưng mà nói chung là mình cọ tay mình ấy, như thế này thì mình thấy nó vừa phải, nó cũng không sát đâu, không cứng đâu, nhưng mà nó mềm êm ru thì không phải. Đấy, cái mềm mà bên trong là chính xác lại không thích bằng cái em pop in kia đâu. Em pop in kia cảm giác mềm mịn hơn, em này không mềm mịn bằng, nhưng mà cũng được.
vừa phải. Với các bạn lớn thì không hề hấn gì đâu, các bé thì mình quên là quên rồi. Tiếp theo là spec của em này nha. Đây, mình đã mở ra rồi. Đầy cái lọ nước này, đây là 500ml nhá. Bắt đầu này, sẽ đổ vào đây xem, đổ hẳn với con bé xem là có chịu được không. Đó, subscribe, vừa đổ vào đấy khoảng gần 200ml. Mọi người xem này, xem là thấm nhanh không. Đó, bắt đầu khô khô nhá, mọi người nhá, nhìn này. Được khoảng 22 giây, 27 giây, 29 giây. Mình sẽ bắt đầu khô rồi đấy. Này, mọi người nhìn này, cái mặt đỉnh nó bắt đầu khô này. Đó, được chưa? Chỗ này gần khoảng 200ml nhá, thử lấy giấy thấm xem nhá. Đấy, nó cũng không bị thấm ngược lại. Đó, vậy nó sẽ mất khoảng tầm hơn 20 giây, tầm 28, 29 giây để thấm được hết gần 200ml nước. Bây giờ mình sẽ đổ thêm xem là cái tải trọng của cái bình này có bao nhiêu nhá. Nên mình đổ khoảng 180, 200. Để cái chai là 500 mà, mình đổ thêm chút nha, cho mình 350. Đó, nên mình đã đổ được khoảng gần 250 rồi. Xem thấm được đấy. Chúng ta đang tiếp tục thấm được này mọi người này. Cái bề mặt bình nó thấm không được nhanh nữa rồi. Bắt đầu sẽ có một số chỗ là nó bị bị này, không thấm được nữa này, đúng không? Trên mặt sau đi. Đó, đấy, nó báo đầy hết từ đây đến tận đây rồi. Nó cũng chỉ thấm được đến thế thôi mọi người ạ. Nói chung là nó không thể nào thấm nhiều hơn được khoảng 250 đâu. Đó, để cho mọi người nhìn nhá, dễ nhìn đúng không? Để xem nhá. Được cái là nó không bị thấm ngược trở lại đâu. Sợ hẳn nó tay cho chuẩn. Được đó, nó không bị ẩm bông lắm đâu mọi người ạ. Xét về độ thấm hút của em này thì mình khá là ưng nha. Đây là cái bìm quần mà Sóc đã tè đêm qua mình giữ lại. Đây, bề mặt bên ngoài nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn thấy là cái phần vạch báo tràng của nó báo cũng khá là đúng đấy. Đó, bề mặt bên trong này. Rồi, nó cũng dàn khá là đều các mẹ nhỏ. Đấy, và hai cái vách chống tràn này này, nó giữ được cho nước tiểu của Sóc cũng không bị tràn ra ngoài. Mà chứ khi mình nhìn thấy con mà cũng khá là nặng, Sóc cũng tầm phải tầm 2 lạng rưỡi đấy, nhưng mà không hề bị tràn ra hai bên một tí nào luôn. Thực ra thì đến thời điểm này Sóc biến thì mình dùng các bìm thì đã ít tràn hơn rất là nhiều rồi. Con mía ấy thì thỉnh thoảng vẫn tràn, không nào mà tè kiểu nhiều ấy. Đấy, con Sóc thì cũng không bị tràn nhiều nữa rồi. Và các bạn ấy đều 19 tháng rồi, cái lượng nước tè các bạn ấy đã ít hơn. Chứ còn cái đợt mà các bạn ấy tầm 3-4-5 tháng ấy, trời ơi, các bạn ấy bị tràn nhiều vô kể luôn, rất nhiều bìm tràn, các bạn ấy đau thương luôn ấy. Còn mình kiểu hùng đi tìm những cái bìm của các bạn ấy cũng bị tràn ấy. Nói chung là cái bìm subscribe này thì mình nghĩ là với các mẹ mà không ngại bìm chung thì cũng có thể thử cho con xem sao, vì giá rổ cũng ổn, chỉ tính ra khoảng 6.000 một cái quần size L thôi, mềm vừa phải, thấm hút ổn khá, dùng ban ngày ban đêm đều được. Với các bạn mà tè vừa phải, còn ban đêm bạn nào tè nhiều thì các mẹ cứ tránh ra nhá. Đó, thêm một sự lựa chọn với các mẹ nha. Trời ơi, nhìn mình cầm cứ như kiểu mình nhận tiền quảng cáo của ba cái hãng bìm đấy. Nhưng không hề đâu, mình không nhận một đồng tiền quảng cáo nào của hãng nào trong ba hãng này, đảm bảo mọi người luôn đấy. Đó, đây chỉ là một trong những hãng bìm mà mình đã thử trong thời gian gần đây. Và mình thấy là nó cũng ổn, tức là nó được khoảng 7 điểm khá ấy. Và mình muốn giới thiệu cho các mẹ là các mẹ có thêm cái sự lựa chọn trong mùa dịch giã này thôi. Nếu các mẹ không ngại bìm chung thì cũng có thể thử cái này nhá. Những bìm này thì mình khuyên là các mẹ nên cho em bé mà tầm trên 7-8 tháng dùng. Đó, những bé đó thì cái làn da không quá là nhạy cảm, và cái mức nước tè của các bạn ấy không quá nhiều nữa, thì có thể thử sang một số những cái loại này nhá. Bé nào tè nhiều thì đừng dùng ban đêm, còn bé vừa phải như Sóc nhà mình thì dùng đêm cũng được đấy, sẽ tiết kiệm được khá là nhiều tiền bìm cho các mẹ luôn. Và đây là một video như đã hứa từ ban đầu là có giveaway, thế nên là mình sẽ tặng 5 set bìm dành cho 5 mẹ. Trong mỗi set thì sẽ có 3 loại bìm này đó, cộng thêm với lại 2 loại bìm bí mật mình sẽ tự đưa vào set để cho các mẹ thẩm nhá. Đó, và để nhận được quà thì rất đơn giản thôi, các mẹ chỉ cần là ấn vào nút đăng ký của kênh YouTube này, tiếp theo là để lại bình luận gợi ý một chủ đề mà các mẹ muốn mình làm review trong những tập tiếp theo. Ví dụ như là review máy hút sữa này, review các loại sữa, review các loại thực phẩm chức năng gì đó. Và mình sẽ đọc những cái comment đó. Cái chủ đề nào mình sẽ chọn trong những cái đợt review tiếp theo mình cảm thấy hay ấy, thì mình sẽ chọn mẹ đó là mẹ may mắn để nhận được cái phần bìm test trong cái video này nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi đến tận đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về phần review siêu chân thực về thế giới bìm sữa nhé. Tạm biệt, bye bye.